thời điểm hưởng lương hưu của cán bộ công chức từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định. Thời điểm hưởng lương hưu. 1. Thời điểm hưởng lương hưu đối với đối tượng quy định tại các điểm A, B, C, D, D, E, I, K và L khoản 1 và khoản 2 điều 2 của luật này đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định và được ghi trong văn bản của người sử dụng lao động xác định việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xác định việc chấm dứt làm việc. 2. Thời điểm hưởng lương hưu đối với đối tượng quy định tại các điểm G, H, M và N khoản 1 điều 2 của luật này và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định và được ghi trong văn bản đề nghị của người lao động. 3. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết điều này, quy định thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp quy định tại khoản 7 điều 33 của luật này, quy định về việc tính, việc xác định điều kiện đối với từng trường hợp để giải quyết chế độ hưu trí. Theo đó, thời điểm hưởng lương hưu của cán bộ công chức là thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định và được ghi trong văn bản xác định việc chấm dứt làm việc.